Xin chào mừng quý bậc phụ huynh và các em học sinh đã đến với kênh Trường học Thân Thiện. Trong video hôm nay, Trường học Thân Thiện xin hướng dẫn các em học sinh lớp 3, các em tự học môn toán, bài 8, bảng nhanh 6. Mời các em lật sách giáo khoa môn toán lớp 3 ra trang 20 để học bài. Hôm trước các em đã học bài bảng nhanh 4, bài bảng nhanh 5 thì chúng ta đã học ở chương trình lớp 2. Hôm nay các em sẽ sang bài bảng nhanh 6. Và chúng ta đi hình thành bảng nhanh 6. Chúng ta thấy là mỗi tấm thẻ này có 6 chấm tròn. Và chúng ta lấy ra một lần, nghĩa là một tấm thẻ thì chúng ta 6 được lấy một lần. Chúng ta có phép nhanh là 6 nhân 1 và bằng 6. 6 được lấy 2 lần, nghĩa là chúng ta lấy 2 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 6 chấm tròn, thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 2 và kết quả là bằng 12. Ta có 6 nhân 2 là sẽ bằng 6 cộng 6 này là bằng 12. 6 được lấy 3 lần thì chúng ta sẽ có phép nhanh 6 nhân 3 bằng 18. Chúng ta có 6 nhân 3 là bằng 6 cộng 6 cộng 6 và bằng 18. Tương tự như vậy, 6 được lấy 4 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 4 và kết quả là bằng 24. 6 được lấy 5 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 5 và kết quả là bằng 30. 6 được lấy 6 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 6 và kết quả là bằng 36. 6 được lấy 7 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 7 và kết quả là bằng 42. 6 được lấy 8 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 8 và kết quả là bằng 48. 6 được lấy 9 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 9 và kết quả là bằng 54. 6 được lấy 10 lần thì chúng ta có phép nhanh 6 nhân 10 và kết quả là bằng 60. Chúng ta cùng đi học thuộc bảng nhanh. Bảng nhanh 6. 6 nhân 1 bằng 6. 6 nhân 2 bằng 12. 6 nhân 3 bằng 18. 6 nhân 4 bằng 24. 6 nhân 5 bằng 30. 6 nhân 6 bằng 36. 6 nhân 7 bằng 42. 6 nhân 8 bằng 48. 6 nhân 9 bằng 54. 6 nhân với 10 bằng 60. Cách nhẩm ra kết quả là chúng ta 6 được lấy 1 lần thì chúng ta là lấy 6 nhân 1 bằng 6. 6 nhân 2 tức là bằng 6 cộng 6 là bằng 12. Đó là chúng ta nhẩm. Nhưng mà khi chúng ta đọc thuộc bảng nhanh rồi thì chúng ta không cần nhẩm mà bằng cái phép cộng nữa. Đó. Chúng ta vận dụng bảng nhanh 6 để đi làm một số các bài tập. Chúng ta cùng đi làm bài tập. Bài tập 1. Tính nhẩm. Vận dụng bảng nhanh 6 để chúng ta điền kết quả nhanh vào được các cái phép nhanh. 6 nhân 2 thì bằng 6 nhân 2 là bằng 12. 6 nhân 6 là bằng 30, 16. 6 nhân 1 thì bằng 6. Chúng ta điền vào 6 nhân 1 bằng 6. 6 nhân 7 là bằng 42. Chúng ta điền 42 vào. 6 nhân 8 bằng 48. Chúng ta điền 48 vào. 6 nhân 5 bằng 30. Chúng ta điền bằng 30. 6 nhân 9 bằng 54. Chúng ta điền vào bằng 54. 6 nhân 10 thì bằng 60. Chúng ta điền 60 bằng 60. 6 nhân 3 là bằng 18.
chúng ta điền 18 vào. 3 nhân 6 thì hôm trước các em đã học bảng nhân 3. Rồi thì 3 nhân 6 bằng 18. Hoặc là sau này các em sẽ nhớ là phép nhân thì có tính chất giao hoán, nên là 6 nhân 3 là cũng bằng 3 nhân 6 và đều bằng 10, 18. 6 nhân 4 là bằng 24. Tương tự thì 4 nhân 6 cũng bằng 6 nhân 4 và bằng 24. Đó là toàn bộ cái các phép tính nhanh mà chúng ta tính nhẩm để điền kết quả vào. Các em sang bài tập số 2. Chúng ta có này, điền số vào các cái ô trống này. Điền số vào các ô trống. Chúng ta có một cái hộp bánh như thế này thì có là 6 cái bánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bánh. Như vậy một hộp bánh thì có 6 cái bánh. Hay chúng ta cũng gọi là 6 được lấy một lần. Và chúng ta có phép nhân là 1. 6 nhân với 1. 6 nhân với 1 thì sẽ bằng 6. Bây giờ số hộp bánh là 2. Thì chúng ta sẽ lấy là, nghĩa là 6 được lấy 2 lần. Chúng ta lấy 6 nhân 2 là bằng 12. 6 được lấy 3 lần thì chúng ta sẽ điền kết quả là, ở đây là 6 nhân 3 là bằng 18. Ta điền vào. 4, số hộp bánh là 4 thì mỗi hộp là có 6 cái. Như vậy thì 4 hộp bánh thì chúng ta có phép nhân 6 nhân 4 thì bằng 24. Tương tự, 5 hộp bánh thì chúng ta lấy 6 nhân 5, bởi vì mỗi hộp bánh là có 6 cái. 6 nhân 5 là bằng 30, chúng ta điền vào. 6 hộp bánh là mỗi hộp 6 cái thì 6 nhân 6 là bằng 36. 7 hộp bánh, mỗi hộp bánh 6 cái thì chúng ta lấy là 6 nhân 7 bằng 42. Tương tự, 6 nhân 8 bằng 48. 6 nhân 9 bằng 54 và 6 nhân 10 bằng 60. Bài 2 cũng giúp chúng ta củng cố về bảng nhân 6. 6 nhân 1 bằng 6 này. 6 nhân 2 bằng 12 này. 6 nhân 3 bằng 18 này. 6 nhân 4 bằng 24 này. 6 nhân 5 bằng 30 này. Đó. Tương tự 6 nhân 10 bằng 60. Chúng ta sang bài tập số 3. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi trên vẽ. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi trên vẽ. Ở trên vẽ thứ nhất, người ta có hai hộp bút chì màu. Hai hộp bút chì màu. Mỗi hộp có 2, 4, 6 bút. À, mỗi hộp có 6 cái bút mà có hai hộp. Như vậy, 6 được lấy 2 lần. Nên chúng ta có phép nhân là 6 nhân 2. Và kết quả của phép nhân 6 nhân 2 là bằng 12. Rồi hình thứ hai là có các cái chậu cá này, nuôi cá này. Mỗi chậu như thế này là có 6 con cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và có 3 chậu như thế. Như vậy thì 6 được lấy 3 lần. À, 3 chậu như thế này. Thì chúng ta sẽ có phép nhân là 6 nhân 3. Và kết quả của phép nhân 6 nhân 3 là bằng 18. Ta điền 18 vào. Ta sang bài tập số 4. Vẽ vào bảng con 3 nhóm, mỗi nhóm 6 chấm tròn. Nêu phép nhân để tìm tất cả số chấm tròn đó. À, ví dụ yêu cầu người ta bảo là vẽ vào bảng con 3 nhóm này, mà mỗi nhóm là 6 chấm tròn. À, bây giờ chúng ta vẽ này. 1 chấm tròn, 2 chấm tròn, 3 chấm tròn, 4 chấm tròn, 5 chấm tròn, 6 chấm tròn. Rồi đây là một nhóm này. Rồi nhóm thứ hai cũng tương tự như vậy. Rồi nhóm thứ ba
À, như vậy thì chúng ta có 3 nhóm này. Mỗi nhóm có 6 chân tròn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yêu cầu thứ hai, nêu phép nhanh để tìm tất cả số chấm tròn đó. Như vậy, mỗi nhóm có 6 chấm tròn mà có 3 nhóm. Như vậy, 6 được lấy 3 lần. Như vậy, chúng ta có phép nhanh là 6 nhân 3 bằng 10. 18 chấm tròn. Chúng ta có phép nhanh là 6 nhân 3 bằng 18. Đó, đây là bài tập số 4. Các em tự thực hành, vẽ vào bảng con và ghi được phép nhanh 6 nhân 3, kết quả là bằng 18. Chúng ta sang bài tập số 5. Mỗi luống thì cô Hoa trồng 6 cây. Mỗi luống cô Hoa trồng 6 cây. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hỏi 4 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây? 1, 2, 3, 4 luống. Như vậy, mỗi luống là có 6 cây này. Hỏi 4 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây? Như vậy, mỗi luống là có 6 cây, như vậy có 4 luống, như vậy 6 được lấy 4 lần. Chúng ta có phép nhanh là 6 nhân 4 và kết quả là bằng 24. Chúng ta đi làm bài toán. 4 luống có tất cả số cây là, chúng ta lấy 6 nhân 4 và kết quả là bằng 24. Đáp số 24. Câu B, kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhanh trong bảng nhanh 6. Thì phần này các em tự suy nghĩ để mà tìm một cái tình huống có cái phép nhanh trong bảng nhanh 6. Ví dụ như 6 nhanh 4 này. Ví dụ như lớp học, lớp 3A có, mỗi tổ có 6 bàn, mà lớp là có 4 tổ, hỏi là lớp 3A có bao nhiêu bàn. Ví dụ như vậy. Đó là toàn bộ các bài tập trong bài bảng nhanh 6. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em học sinh trong các video sau.